đi cách ly gặp cô giáo thanh niên được kèm 1-1 cả ngày. Mới đây, TikToker Hải Dino đã chia sẻ video ghi lại cảnh hai cô trò trong khu cách ly kèm dòng trạng thái: khi bạn đi cách ly mà cô giáo đi cùng vẫn không thoát khỏi việc học. Trong video, nam thanh niên đang ngồi chăm chú nghe cô giáo giảng, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chép cực kỳ cẩn thận. Dù lớp học hơi đặc biệt, chỉ có duy nhất một em nhưng nữ giáo viên vẫn cực kỳ nhiệt huyết, ghi bài tập lên bảng rồi giảng giải liên hồi. Thỉnh thoảng khi học sinh làm bài sai hay hiểu nhầm kiến thức, cô lại nhắc nhở rồi giải thích cặn kẽ. Theo những gì người đăng tải video chia sẻ dưới bình luận có thể thấy, nam thanh niên đang học lớp 12 nên khoảng thời gian hiện tại cực kỳ cần thiết cho việc ôn tập. Cũng chính vì thế nên nữ giáo viên mới ôn cẩn thận như vậy. Không chỉ dạy cả ngày, cô còn giao sân trường gần 80 câu hỏi về nhà để thanh niên giải quyết, sáng mai tiếp tục hành trình học tập. Việc học này không chỉ một vài buổi mà dường như nó diễn ra trong suốt khoảng thời gian nam thanh niên đi cách ly. Hết ca sáng lại đến chiều, nữ giáo viên luôn cần mẫn giảng dạy kiến thức cho học sinh của mình. Việc làm của hai cô trò khiến cư dân mạng vừa bật cười thích thú lại cảm động. Chân tình đùa vui, cứ tưởng đi cách ly thoát khỏi việc học, ai ngờ kèm 1-1, khéo sau lại trở thành học sinh giỏi. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến để lại bình luận nghiêm túc, khen nữ giáo viên tận tâm với nghề, dù cách ly vẫn chăm lo cho kiến thức của học sinh. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp đi cách ly của hai cô trò trên? Hãy chia sẻ ý kiến cho Tình Bà Phúc nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.